Bài 20. Vẽ đồ thị hàm số y bằng 1/3 sin 3x cho x trong khoảng từ 0 cho đến 2pi. Và ta đưa phương trình y bằng 1/3 sin 3x trở về dạng đầy đủ là y bằng 1/3 sin 3x cộng 0. Ta biết đồ thị hàm số sin, cos, tan, cotan đều có chung công thức là y bằng a. Thế vào sin, sin, cos, tan, cotan, b, x, cộng, c. Ở đây, ta có a bằng 1/3, b bằng 3 và c bằng 0. C không có, tức là c bằng 0, khuyết c. Và x được xác định trong khoảng từ 0 cho đến 2pi. Người ta cho mình trước, mình chỉ vẽ từ 0 cho đến 2pi thôi, đừng vẽ ra ngoài. Và y có giá trị trong khoảng từ trừ 1/3 cho đến 1/3. Tại sao ta biết điều này? Vì sin của 3x nhỏ nhất là trừ 1. Trừ 1 nhân cho 1/3 là trừ 1/3. Và sin lớn nhất là 1. Sin của 3x lớn nhất là 1. 1 nhân cho 1/3 là 1/3. Vậy, y trong khoảng từ trừ 1/3 cho đến 1/3. Khi mà x chạy trong khoảng từ 0 cho đến 2pi, thì y chạy trong khoảng từ trừ 1/3 cho đến 1/3. Đó là tập xác định và tập giá trị cho ta biết điều này. Và chu kỳ. Ta biết chu kỳ của hàm sin và cos đều có chung công thức là 2pi chia cho b. Ở đây b bằng 3. B bằng 3. Đây. Vậy, chu kỳ của nó, chiều dài của chu kỳ là 2pi trên 3. Chiều dài của chu kỳ là 2pi trên 3. Để dễ vẽ, ta chia 2pi trên 3 thành 4 đoạn. 2pi trên 3 chia thành 4 đoạn, tức là mỗi đoạn bằng pi trên 6, tức là 2pi trên 12. 2pi trên 12 tức là pi trên 6. Nhắc lại, chiều dài của một chu kỳ là 2pi trên 3. Để dễ vẽ, ta chia chiều dài của chu kỳ thành 4 đoạn. Mỗi đoạn là pi trên 6. Cái phần màu vàng này là phần ngoài giấy nháp. Các bạn có thể chia thành nhiều đoạn, n đoạn các bạn muốn. Nhưng ở đây tôi chia thành 4 đoạn cho dễ vẽ, để hình khỏi bị khó nhìn. Kế đến, số chu kỳ. Ta biết mỗi một chu kỳ có chiều dài là 2pi trên 3, nhưng người ta kêu mình vẽ, người ta bắt mình vẽ từ 0 cho đến 2pi, tức là chiều dài là 2pi. Vậy ta lấy 2pi chia cho chiều dài của mỗi chu kỳ. 2pi chia cho 2pi trên 3, ta được là 6pi trên 2pi. 6pi trên 2pi tức là 3. Vậy, từ 0 cho đến 2pi, ta vẽ được 3 chu kỳ. Ta vẽ được 3 chu kỳ từ 0 cho đến 2pi, nhưng ta vẽ một chu kỳ thôi. Sau đó, ta sẽ tịnh tiến lên từ từ. Và làm như thế nào các bạn hãy đợi tí xíu. Và mình xem coi điểm đầu tiên của chu kỳ của đồ thị bắt đầu từ đâu. Ta lấy tất cả những cái góc. Đây là góc phía sau chữ sin, tức là những số phía sau sin là b x cộng c cho bằng 0. B x cộng c cho bằng 0 nghĩa là 3x cộng 0 cho bằng 0. Vậy từ đây suy ra ta được x bằng 0. X bằng 0 là điểm đầu tiên của đồ thị. Vậy y bằng bao nhiêu khi x bằng 0? Thiết lập bảng tọa độ và trục tọa độ. Điểm đầu tiên, x bằng 0. Ta lấy x bằng 0 thế vào phương trình y bằng 1/3 sin 3x, ta được 1/3 sin của 3, 0. 3 nhân 0 là 0, vậy ta có 1/3 sin của 0. Sin 0 là 0, nhân cho 1/3 là 0. Vậy, điểm đầu tiên của đồ thị là x bằng 0, y bằng 0, đó là trục tọa độ ngay điểm này.
Và ta lấy 0 cộng cho pi trên 6 là điểm kế tiếp, tại vì ta chia thành 4 phần. Phần thứ hai, 0 cộng pi trên 6 là pi trên 6. Ta lấy pi trên 6 thế vào 1 phần 3 sin của 3x, ta được 1 phần 3, 3 lần 1 phần 3 sin 3 lần pi trên 6, tức là 1 phần 3. Ta đơn giản cho tử và mẫu cho 3, ta được 1 phần 3 sin của pi trên 2. Sin của pi trên 2 là 1. 1 nhân cho 1 phần 3 là 1 phần 3. Vậy điểm thứ hai ta có x bằng pi trên 6, y bằng 1 phần 3. Nằm đâu đây? Và điểm thứ ba ta lấy pi trên 6 cộng pi trên 6 là 2pi trên 6, tức là pi trên 3. Và ta lấy pi trên 3 thế vào 1 phần 3 sin của 3x, ta được 1 phần 3 sin 3 lần pi trên 3. Chia tử và mẫu cho 3, ta còn lại là 1 phần 3 sin của pi. Sin pi là 0, nhân cho 1 phần 3 là 0. Vậy điểm thứ ba ta có x bằng pi trên 3, y bằng 0, nằm trên trục OX. Và điểm thứ tư ta lấy pi trên 3 cộng cho pi trên 6. Pi trên 3 tức là 2 pi trên 6 cộng cho 1 pi trên 6 là 3 pi trên 6. 3 pi trên 6 là pi trên 2. Và ta lấy pi trên 2 thế vào 1 phần 3 sin 3x, ta được 1 phần 3 sin 3 của pi trên 2, tức là 1 phần 3 sin của 3 pi trên 2 bằng sin của 3π trên 2 là trừ 1. Trừ 1 nhân cho 1 phần 3 là trừ 1 phần 3. Cái xe ở đằng trước nó ồn quá. Mấy thằng Mỹ này nó chơi xe vào mùa hè. Xin lỗi nha. Các bạn cố gắng nghe tí xíu. Vậy, điểm thứ tư ta có x bằng π trên 2, y bằng trừ 1 phần 3. Là nằm đâu ở phía dưới này? Và điểm thứ 5, pi trên 2 tức là 3pi trên 6. 3pi trên 6 cộng 1pi trên 6 là 4pi trên 6, nghĩa là 2pi trên 3. 2pi trên 3 thế vào phương trình 1 phần 3 sin của 3x, ta được 1 phần 3 sin của 3, 2pi trên 3. Ta đơn giản tử và mẫu cho 3, ta được 1 phần 3 sin của 2pi. Sin của 2pi là 0. 0 nhân 1 phần 3 là 0. Vậy điểm cuối cùng ta có x bằng 2pi trên 3 và y bằng 0, nằm trên trục OX. Tại sao ta biết 2pi trên 3 là điểm cuối cùng? Đây là điểm cuối cùng của một chu kỳ đầu tiên. Vì ta biết chu kỳ đầu tiên, mỗi chu kỳ có chiều dài là 2pi trên 3. Vậy 2pi trên 3 là điểm cuối của chu kỳ. Và nối các điểm này lại, ta được đồ thị hàm y bằng 1 phần 3 sin 3x. Nối lại nha. Đây là đồ thị y bằng 1 phần 3 sin 3x. Và cũng vậy, ta không có vẽ tiếp tục, ta chỉ dời đồ thị thứ nhất sang bên tay phải, cho được 3 chu kỳ. Vì ở đây từ 0 cho đến 2pi ta vẽ được 3 chu kỳ. Ta có điểm đầu tiên là 2pi trên 3, tức là 4pi trên 6. 4pi trên 6 cộng cho thêm 1pi trên 6 là 5pi trên 6. 5pi trên 6 cộng cho thêm 1pi trên 6 là 6pi trên 6. 6pi trên 6 là pi. 6pi trên 6 cộng cho 1pi trên 6 là 7pi trên 6. 7pi trên 6 cộng cho 1pi trên 6 là 8pi trên 6, tức là 4pi trên 3. 4pi trên 3 tức là 8pi trên 6 cộng cho 1pi trên 6 là 9pi trên 6. Đơn giản ta được 3pi trên 2. 9pi trên 6 cộng cho 1pi trên 6 là 10pi trên 6. Đơn giản ta được 5pi trên 3. 10pi trên 6 cộng cho thêm 1pi trên 6 nữa là 11pi trên 6. 11pi trên 6 cộng thêm 1pi trên 6 là 12pi trên 6,
tức là 2pi. Và cũng vậy, ta sẽ dời đồ thị thứ nhất. Đồ thị thứ nhất để ý ta thấy 0 lên 1 phần 3, xuống 0, xuống trừ 1 phần 3 và trở lại 0. Nhắc lại, 0 lên 1 phần 3, xuống 0, trở về trừ 1 phần, xuống 1, trừ 1 phần 3 và trở về 0. Nào bắt đầu từ điểm này. 0 lên 1 phần 3, xuống 0, xuống trừ 1 phần 3, trở về 0. Đó là chu kỳ thứ hai. Đây là chu kỳ thứ hai màu đỏ. Và cũng vậy, 0 lên 1 phần 3, xuống 0, xuống trừ 1 phần 3 và trở về 0. Đó là chu kỳ thứ ba. Ta vẽ được 3 chu kỳ từ 0 cho đến 2pi. Đây. Đây là 3 chu kỳ của đồ thị hàm số y bằng 1 phần 3 sin của 3x. Số 3 cho ta thấy, số 3 ngay đây nè, cho ta thấy từ 0 cho đến 2pi ta vẽ được 3 chu kỳ. Và 1 phần 3 phía trước cho ta thấy y trong khoảng từ trừ 1 phần 3 cho đến 1 phần 3. Đến đây ta đã vẽ xong bài 20. Và nếu mình so sánh cho đến mình so sánh với đồ thị y bằng 1 phần 3 sin của 1x nha, 1x, tức là từ 0 cho đến 2pi ta vẽ được 1 chu kỳ. So sánh một tí xíu cho vui, học thêm thôi. Từ 0 cho đến 2pi mình vẽ một chu kỳ. Vậy mình chia ra, đây là điểm giữa là pi. Và đây chia 1 phần 4 là pi trên 2. Vậy nó lên pi trên 2, right, xuống pi, xuống 3pi trên 2 và trở về 0, à, trở về 2pi. Vẽ ha. Đây, đây là đồ thị hàm số y bằng 1 phần 3 sin 1x, tức là sin x. Màu xanh lá cây nè. Và đến đây ta cũng đã vẽ xong bài 20. Nhắc nhở tí xíu. Khi x chạy từ 0 cho đến 2pi, x chạy từ 0 cho đến 2pi, thì y chạy từ trừ 1 phần 3 cho đến 1 phần 3. Từ 1 phần 3 cho đến 1 phần 3. Tức là vẽ trong cái khoảng này thôi. Không có vẽ chạy ra ngoài. Vẽ chạy ra ngoài là sai. Và ta cũng đã giải xong bài 20. Nhớ chia sẻ cho các bạn cùng lớp và cùng khối nha. Những người nào thích học trigonometry, những người nào thích học lượng giác thì các bạn nhớ chia sẻ và chia sẻ kiến thức cho nhau là điều rất tốt. Ok, bye các bạn.